Hello, xin chào anh em nhá. Hello anh em nhá. Ok, thì ngày hôm nay thì mình cùng em Quý là khâu ấy lại cái con diều này nhá. Cái con diều này là trước là mình có đọc là 3m3, nhưng mà khi mà cong cánh lên ấy thì nó được là 3m1 thôi anh em nhá. Đấy thì hôm nay là được cái ngày rảnh nên là con diều được trước là thả bão nhiều quá thành ra là rách ấy, với lại cả thường ngày cũng lâu lâu thi thoảng mang ra đồng thả. Đấy nên là hôm nay mình cùng em Quý là sẽ dùng cái túi bóng xanh này để châm hương con diều này nhá anh em nhá. Và nếu như có gió ấy, thì anh em mình sẽ cho cõng sáo và tiếp cho anh em nghe nha anh em nha. Đấy ok, bây giờ anh em cùng theo dõi lại quá trình mà anh em mình châm hương nhá. Đấy chưa, khâu mặt trước anh em nhá. Em chuẩn bị hương chưa Quý? Em chuẩn bị rồi anh ạ. Ok. Và anh em cũng đúng rồi, đây này. Anh em mình sử dụng cả kẹp nha anh em nha. Đấy, sử dụng kẹp để mà kẹp nó vào xong rồi dễ châm hơn anh em ạ. Đây là cái dàn sáo này, đây là dàn còi này, nó hơi bị loạn một số quả tại vì mình gắn có cả 1-2 quả chuông vào anh em. Đấy, tí thì thả lên anh em nghe luôn nha anh em nha. Đấy, có gió hay không có gió mình suy nghĩ lại cho anh em nghe âm cũng được. Thì anh em có thể thấy là hiện tại là ngoài trời nó có một chút gió nhỏ nhỏ này anh em. Hy vọng là từ giờ đến tối là có một cơn gió nào đó có thể thả được cái con diều này lên một lúc cũng được. Anh em nhìn thấy chưa? Thấy anh em mình châm hương này đã đủ căng chưa hả anh em? Trông thì con diều này cũng có vẻ là anh em nhìn này. Đây anh em thấy chưa? Anh em thấy nó có đều không? Xem nào. Đấy anh em nhìn thấy có đều không? Nói chung thì nó cũng không được đều hẳn đâu, tại vì là em Quý làm diều rất là nhanh nha. Cái con diều này ấy, thì em Quý hiện tại là muốn thêm vây nên là bây giờ là để em Quý tự làm vây luôn anh em nhá. Đấy bây giờ đang căn đo các thứ này. Đấy, con diều trông khá là căng luôn này. Lên thì cứ phải gọi là bão cấp mấy nhỉ? Sao lại bão đó ghi? Bão gọi là bão số 3 nhờ anh em nhờ. Đấy. Quý em bảo là bão gì thì nó chịu được. Bão Doggy. Thôi sao? Bão Doggy, nhưng mà bão Doggy là bão gì anh em? Nếu mà anh em mà thắc mắc ấy thì thực ra là em Quý đi học về nhưng mà với cái gió mà kiểu gió hơi nhẹ nhẹ khí, em Quý bắt đầu là xem có con diều nào là mang châm hay là khâu hết luôn anh em, để tránh trường hợp là ví dụ con này gãy để thả con khác được nhờ Quý nhờ. Vâng. Đấy, thì cái con này thì hôm nay là không có rồi, nó không có túi bóng rồi, thì vừa rồi mới có xong thì em Quý châm tiếp luôn. Đấy, xong rồi tí có gió phát thả luôn anh em ạ. Anh em nhìn thấy chưa? Chung là em Quý châm hương thì học châm hương là trước mình, còn mình châm hương là sau. Bây giờ hiện tại mình vẫn là đang châm chậm. Nói chung là nhìn anh em mình châm hương thì nhìn nó không đẹp đâu anh em ạ. Cũng gọi là thả được căng ok anh em ạ. Đấy, chung là bây giờ cũng quen được cái kiểu bị bỏng rồi nha anh em nha. Tính sơ sơ rồi thì em Quý châm đúng một bên đuôi thì châm chưa đầy một phút nha. Đấy, sang bên này thì cũng cái này chắc cũng được khoảng tầm
20-30 giây thì đấy cũng xong rồi anh em ạ. Đấy tùy vào là ví dụ mình với em Quý nói chuyện thì nó sẽ lâu hơn, nhưng mà em Quý tập trung ấy thì chỉ cần chấm một lúc thôi là xong rồi, khi 10 giây thôi anh em ạ. Đúng không Quý, cái này chấm nhanh mà nhỉ? Nhanh lắm anh ạ. Đấy anh em thấy chưa? Anh em nào mà ở gần đây ấy, anh em mà muốn Quý châm diều hộ ấy thì anh em cứ liên hệ Quý nhá. Châm diều free luôn anh em ạ. Nói chung là cứ cho kéo diều cùng là được rồi anh em nhá. Đấy, anh em mình thoải mái mà. Ví dụ mà anh em có diều thì anh em cứ mang sang đây mình, anh em mình châm cho. Châm và mình quay video cho anh em mấy anh em xem là được rồi. Đấy. Nhưng mà nói chung là ở chỗ mình thì các anh em thì chơi diều thì ít, mà đi câu cá thì có một số anh em hay đi câu cá là nhiều. Thế này thì anh em có thể thấy là con diều trông khá là đẹp luôn anh em ạ. Vừa mới thêm hai cái vây vào trông rất là đẹp luôn. Giờ thì chỉ cần đợi gió thôi. Bây giờ mà có gió một cái, gió to cái là anh em mình vác ra luôn anh em ạ. Nhưng mà tiếc cái là gió nó hơi ít anh em nhìn này. Nhìn từ xa này anh em thấy khung nó đều không hả anh em? Đấy em Quý ok cái cho anh em xem nào. Em... ok anh em nhá. Thì để mà góp vui cho cái video này ấy, thì có kèm theo là mấy anh em ở đây nhá. Mấy anh em hello anh em. Hello em. Đấy à, thì đây là cái con diều hôm nay anh em mình mới châm hương xong này. Và cái con diều này thì mình đã đây, cái con diều này thì mình ở quay ở video trước rồi. Đấy quay cho anh em xem rồi. Đấy con diều này cực đẹp luôn anh em ạ. Anh em thấy chưa? Đấy nhưng mà nói chung là quay rồi, nên là hôm nay em mang ra thả cho vui thôi. Cũng chả có gió đâu anh em ạ. Nhưng mà mình đã nói từ đầu video là cái con diều này là em Quý chiều đi học về đấy, mặc áo này ướt hết rồi này. Đến mà về là bắt đầu là châm hương. Bây giờ châm hương mình sang, mình thấy em Quý kiểu em Quý sang mượn cái kẹp ấy, nên là mình sang cùng xong rồi châm hương luôn. Đấy mấy anh em bây giờ đi thả cùng Quý nhá. Vâng. Ok không? Đây. Đấy. À. Hôm nay mình dẫn đầu luôn anh em ạ. Thứ hai nhá anh em. Thứ ba nhá anh em. Đây là đội hình của anh em mình này, thấy chưa? Đấy bây giờ thì thả thôi chứ nhở. Sao đây? Sao lại mắt ấy đây? Joker à? Joker. Dừng nhá. Ok. Lên lên lên. Con nào thả trước? Con này. Con này thả trước nhá. Bây giờ đơm đi. Chạy theo hướng nào cũng được. Sáng. Con này đơm cho. Chạy theo hướng này đi Sáng ạ. Chạy theo hướng. Đây. Đây đi xuống dưới này. Dưới này. Để anh quay ở trên này. Mạnh rồi nhá. Test xem độ bền của cái khung này nó là cắp quang, yên tâm. Ôi ôi, bác cả. Đấy. Giang. Ôi ôi, bác cả. Nào. Nào chạy được rồi đấy. Nào, lên. 1 2 3 lên. Không có sáo nhá. Úi chạy còn bỏ guồng đi. Thu tận tay nào. Thu tận tay đi, đi kiếm ngư. Kìa. Sợ, sợ rơi xuống ruộng rồi. Đấy, hơi yếu một tí nha, không sao, rơi xuống ruộng nhìn dễ nhặt. Sợ nhất là rơi lên đồi ấy, có keo ấy. Nào. Quý chủ ảnh à? Đam mê mà anh. Đấy, đam mê thì cũng phải chạy cho anh em nghe âm chứ nhở. Ok. Ok. Em nghĩ chạy được không? Đơm. Không chạy được. Thế ai đơm? Thế Quý chạy nhá. Anh nghĩa đơm. Ok, nghĩa đơm.
Sao lại bẻ lá phân xanh làm gì ấy? Em đang chữa thương. Với em nhai. Chữa thương à? Anh tưởng hai lá phân xanh nghi quá. Để cho mẹ cuột. Này, anh cuột. Ơi. Không, anh nghĩ chuyện khác cơ. Anh nghĩ em bắn pháo hoa cơ. Bắn pháo hoa cần đến sử dụng. Không có giấy. Không có giấy nên cần đến đấy. Thôi mình theo sang đây để nghe âm nha anh em nha. Bình tĩnh thôi em ạ. Không phải lo đâu, không, gió này nó không hết được đâu. Gió này phải có, gió này cứ có sức tốt là được. Nghĩa chạy, Nghĩa không chạy được con này à? Anh biết mà, anh hỏi thôi, chứ em chạy được con này thì ngon rồi. Sức của em sức bền rồi. Đây đi xuống giường này. Em định nhấc cả bãi ngô đi à? Đấy, em Nghĩa này thì cũng đam mê diều lắm anh em ạ. Chỉ tôi là đi học nhiều thôi. Được. Ok. Được rồi. Tới cuối bãi rồi được. Đấy, chỗ này là ok rồi đấy. Chỗ này là cho Quý chạy. Quý ơi, chuẩn bị mở mang tai ra nào anh em. Anh em chỉ đi mở mang tai ra nghe nào. Chưa. Lên nào. Ừ. Không lệch đâu. Đó. Không biết còn lánh không nữa. Nhưng mà hiện tại là đang ăn lèo giữa nha anh em nha. Đấy. Không có gió nhưng vẫn chạy anh em ạ. Ở xung quanh đây cũng vẫn có nhiều người. Chắc nhiều người nghĩ là không có gió sao lại đi thả diều đúng không? Thì mình thả cho anh em nghe âm cũng được mà. Ôi không biết có thu tận tay. Quý ơi thử thu tận tay cái nào. Nghĩa chạy đi. Chạy nhanh để anh thu tận tay không? Xem con diều này có hiền không? Tận tay nào. Tận tay để không bị gãy sáo. Quấy 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 quấy. Dụng rồi. Không có gió nó thế đấy anh em ạ. Nếu mà có gió thì nó dễ thu hơn. Hạ cánh an toàn rồi. Thế là được rồi, không không sao. Chắc là chưa đủ gió thôi. Chưa đủ gió thôi phải không anh? Hạ cánh rất an toàn nha. Đừng hướng gió đâu, nó lên thẳng mà. Ừ. Đấy anh em nghe âm được không? Có dây cụ này. Đấy thả về thôi anh em ạ. Nhưng chứ mệt lắm anh em ạ. Nó không có gió thả rất là mệt nha. Với lại cả hôm nay trời rất là nóng luôn. Anh em mình tát hết mồ hôi. Mình anh em nhìn Quý này. Áo anh em nhìn này thôi nha. Thực ra là tan nước thôi. Quý thử cho anh em xem nào. Vớt vớt áo ra nha. Này. Đấy anh em nhìn này. Nói chung là cũng ướt ướt thôi. Đấy áo này là áo quốc phòng anh em ạ. Áo đi học. Đấy. Nhớ đào dự đi ấy. Săn kiến à. Đấy anh em nhìn con diều này rất là đẹp nha. Đấy. Thì video của mình thì nó cũng chỉ như vậy thôi nha anh em nha. Đấy cảm ơn anh em đã xem video mình. Nếu em cảm thấy video mình hay, đừng quên cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye anh em nha. Bye bye.